phòng gan cũng tốt, mua cái gì bây giờ thọ. Vâng, ăn hấu quả thọ. Vâng, Minh Thành. Còn chị là Hoàng Ngân. Hoàng Ngân. Đỗ Hoàng Ngân là Ngân Tỷ này. Vâng. Đỗ Hoàng Ngân, còn anh này là Đỗ Minh Thành. Dũng có thấy cái bé đó nó giống tính âm không? Con đấy thì có đấy nó cứ lừ lừ đấy, nhưng mà con bây giờ con đấy cũng lém lắm, khôn ngoan. Vâng, con đấy khôn ngoan, cái gì nó cũng biết. Vâng, 4 tuổi thôi mà khôn khôn tính người. Vâng, thằng này chơi được chơi.